Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ vừa phát đi bản tin triều cường khu vực hạ lưu sông Sài Gòn, sông Đồng Nai. Theo đó, mực nước tại các trạm sẽ tiếp tục lên theo kỳ triều cường. Đỉnh triều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 25 đến ngày 27 tháng 10. Dự báo đỉnh triều tại trạm Phú An và Nhà Bè có thể lên mức 1m68 đến 1m73, cao hơn báo động 3. Tương tự, tại trạm Thủ Dầu 1 có thể lên mức 1m75 đến 1m8. Còn tại trạm Biên Hòa, mực nước có thể lên ở mức 1m95 đến 2m. Mức độ rủi ro thiên tai khu vực hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai ở cấp độ 2. Đây là kỳ triều cường cao nên cần đề phòng ngập úng vùng trũng thấp và ven sông.